Hello, xin chào các bạn. Đây là học tiếng Hàn cùng với Quyên Quyên. Và ngày hôm nay thì mình sẽ chỉ cho các bạn cách hỏi đường bằng tiếng Hàn nhé. Thực ra thì hệ thống tàu điện ngầm cũng như là xe buýt ở Hàn Quốc thì cũng không quá khó để nhớ. Và các bạn có thể dùng các app chỉ đường như là Google Map, Naver Map, Down Map, Smarter Subway cực tiện lợi và dễ dàng. Thế nhưng mình vẫn nghĩ là các bạn nên cần biết một số câu hỏi đường tối thiểu khi bạn đến du lịch Hàn Quốc. Vậy chúng mình hãy cùng nhau bắt đầu nhé! Trong video ngày hôm nay thì thứ nhất mình sẽ giới thiệu cho các bạn một số mẫu câu hỏi đường. Thứ hai là một số từ vựng liên quan đến các địa điểm. Và thứ ba là cách phân biệt E và ESO. Mẫu câu đầu tiên mà mình muốn giới thiệu với các bạn chính là 여기가 어디예요? Bất ngờ khi đến Hàn Quốc với hệ thống giao thông hoàn toàn khác hẳn Việt Nam cũng như là các bảng hiệu chỉ dẫn thì toàn bằng tiếng Hàn thì các bạn sẽ không thể tránh khỏi tình trạng đây là đâu và tôi là ai. Và để hỏi câu hỏi đây là đâu thì chúng ta sẽ dùng câu 여기가 어디예요? Người Hàn khi nói chuyện rất hay lược bỏ tiểu từ chủ ngữ 이가 và rất hay phát âm 예요 thành 에요 nên câu này người Hàn sẽ nói là 여기 어디예요? Nên các bạn chỉ cần bắt chước như vậy là được nha. Cùng quên nhắc lại một lần nữa nào. 여기 어디예요? 여기 어디예요? 여기 어디예요? Các bạn có thể vận dụng câu này để hỏi vị trí nơi mà các bạn muốn đến bằng cách thay cái vị trí đó vào vị trí của từ 여기. Ví dụ như là 경복궁 어디예요? 명동 어디예요? 홍대 어디예요? 인사동 어디예요? Hoặc các địa điểm mà các bạn sẽ trên dưới một lần sẽ phải hỏi khi đến Hàn Quốc như là nhà vệ sinh này, ga tàu điện ngầm này, bến xe buýt này thì các bạn chỉ cần thay luôn từ đó vào và nói. Ví dụ như là 지하철역 어디예요? 버스 정류장 어디예요? 화장실 어디예요? Hoặc là các bạn có thể hỏi địa điểm này ở đâu tương tự như cách nói trong tiếng Việt bằng cách dùng mẫu câu 어디에 있어요? 어디에 있어요? 어디에 있어요? Ví dụ như là 지하철역 어디에 있어요? 버스 정류장 어디에 있어요? 화장실 어디에 있어요? Cũng không khác gì câu 어디에요 mà chúng ta vừa nói ở trên đâu đấy nhé. Không biết các bạn thì như thế nào nhưng mà mình khi mà mới học tiếng Hàn thì mình rất hay bị nhầm lẫn giữa tiểu từ E và ESO. Và cách mà mình phân biệt hai tiểu từ E và ESO này thì chính là mình sẽ dùng E với những động từ di chuyển, ví dụ như là 가다 đi, 오다 đến, 다니다 đi lại, và dùng tiểu từ ESO với các động từ không mang tính chất di chuyển, ví dụ như là 먹다 ăn, 공부하다 học, 일하다 làm việc. Ví dụ như là khi các bạn muốn nói câu mình đi đến Hàn Quốc thì trong câu này sẽ có từ đi đến là động từ mang tính chất di chuyển. Vậy nên câu này trong tiếng Hàn thì mình sẽ phải dùng với tiểu từ E và mình sẽ có câu là 저는 한국에 가요. 저는 한국에 가요. Còn nếu như là các bạn muốn nói câu là mình học ở Hàn Quốc thì sẽ có động từ học là động từ không mang tính chất di chuyển thì chúng mình sẽ dùng câu 저는 한국에서 공부해요. 저는 한국에서 공부해요. Các bạn nhớ dùng tiểu từ ESO trong câu này nhé. Nên chốt lại là các bạn nên dùng E với động từ mang tính chất di chuyển và ESO với động từ không di chuyển nhé. Trở lại với những mẫu câu hỏi đường thì mẫu câu cuối cùng mà mình mang đến cho các bạn chính là 어떻게 가요? Với ý nghĩa là đi đến như thế nào. Trong câu này thì chúng ta có động từ di chuyển là 가다 nên chúng ta sẽ dùng với tiểu từ E như là mình vừa nói. Và 어떻게 là từ nghi vấn như thế nào thì chắc là ai cũng biết rồi đúng không nhỉ? Thay vào những câu ví dụ mà chúng ta vừa cùng nhau nói ở bên trên thì chúng ta có thể hỏi câu này là 지하철역 어떻게 가요? 버스 정류장 어떻게 가요? 화장실 어떻게 가요? Cuối cùng thì mình xin tổng kết buổi học ngày hôm nay. Hôm nay chúng ta đã cùng nhau học 3 mẫu câu hỏi đường. Thứ nhất là 여기 어디예요? Đây là đâu? Thứ hai là 어디에 있어요? Địa điểm này ở đâu? Và thứ ba là 에 어떻게 가요? Đi đến địa điểm này như thế nào? Và cách phân biệt 에 và 에서. 에 thì sẽ dùng với những động từ mang tính chất di chuyển và 에서 thì sẽ dùng với những động từ không mang tính chất di chuyển. Các bạn nhớ nhé. Nhớ ghi nhớ những từ vựng này và take note sẵn những địa điểm mà các bạn muốn đến để có thể hỏi đường một cách dễ dàng nhé. Mong rằng video này sẽ giúp ích cho các bạn khi các bạn đến du lịch Hàn Quốc. Hẹn gặp lại các bạn ở các video sau. Tạm biệt.